ngày nay bà dân miền biển môi trường luôn là dân quân chế bà dân phai tụ tử lột một đó bà một đó nữ máu phần mèn bà nói lột một đó nữ máu phần mèn ông đến lúc mấy giờ bà nói ông nói với smart đồng biển lột đến một đó mà đến một đó lúc cứ nữ rồi cọc pé mà nói việc lúc nó dùng bỏ bàn pì nấy thì môi nữ được cọc pè mấy giờ nó cứ mong phần mèn ông đến lúc mấy giờ nè. Ông đến lúc mấy giờ bà lột một đo nơ mong phần mèn ok tọc bong tông liếm án nhóm một đo nơ mong phần bầy bật nè. Tôi đến lúc 8 giờ sáng tôi đến lúc 8 giờ sáng tôi nó cực nhóm đến cực một đó mà 8 lúc 8 giờ sáng mà nơi mong phòng 7 bật tôi đến lúc 8 giờ sáng nhóm lan lan nơi mong phòng muối nâng mà phây nè tì và đi sân nhóm lan lan nơi mong phòng muối nâng mà phây nè tì tôi lên xe ô tô lúc 6 giờ 20 nè tôi lên xe và tôi lên xe lúc 6 giờ 20 để so xe thầy ô tô lên xe ô lên ô tô tôi lên ô tô lúc 6 giờ 20 cái lại ní bị ô tô ní dân cái ai prà bị xe ban này nè bà prà ban thằng pì prà ban ô tô của bán lên xe của bạn nhưng mà một liệp tốt hai một đo nồng bánh bánh nơi màu pí rổ xiên pí rổ xiên rồi có pí là nghĩa trên trần tầng nè bạn và đến nồng bánh nè lúc 2 giờ chiều cái lại nếu dùng ra bị và các bạn dùng ra bị rồi các bạn nè bạn và đến nồng bánh lúc 2 giờ chiều cạch cạch với tư nồng này nâng lan lý trên đầm ná trời màu nè nè bạn ô tô này khởi hành nó cứ trên đầm nã bà đúng giờ lắm bà ô tô này khởi hành đúng giờ lắm bón bán ông quý chăm ốn ô cần lạc máu bà ô cần lạc máu anh đã ngồi đợi em hết nửa tiếng bà. Anh đã ngồi đợi em hết nửa tiếng ông đến lúc mấy giờ và tôi đến lúc 8 giờ sáng và tôi lên ô tô lúc 6 giờ 20 và đến Phnom Penh lúc 2 giờ chiều nè, đến Phnom Penh lúc 2 giờ chiều ô tô này khởi hành đúng giờ lắm và anh đã ngồi đợi em hết nửa tiếng nhóm trơ cá nhóm trơ lệp thăm ní pi máu mà đòn nè bà nhóm trơ lệp thăm ní pi máu mà đòn tôi phải uống thuốc này 2 giờ một lần do ai pra bị 2 giờ một lần cả bán 2 tiếng một lần cả bán đây lại nâng nè bà hai ấy bình dân ai pra lại nấy 2 giờ một lần bán để xa cái đơn thác pi máu mà đòn mẹ mong pi thì vậy chẳng cứ cái đơn này cái cho ba mòn nè 2 giờ một lần pi mong mà đòn cả đại bọt ha mong pi mà đòn thì ok cho nằm đó tôi phải uống thuốc này 2 giờ một lần ok clip top dương ông cúi riêng phía xa máy mà ban chất pi màu hời chúng ta ngồi học tiếng khmer được gần 2 giờ đi cái lậu tiếng mới tiếng này chẳng biết đây thật lại nếu như ai pra biết 2 giờ rồi có 2 tiếng nè rồi nó cứ hỏi bà chúng ta ngồi học tiếng khmer được gần 2 giờ rồi ta bởi dân ta lộ pra thế chúng ta ngồi học tiếng khmer được 2 tiếng rồi có bạn đây p prất lô chô thưa cá nơ mong phần mèn nè buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ 30 tiết
Nhóm cho thơ ca nơ máu prám pi còn lại. Tôi vào làm việc lúc 7 giờ rưỡi. Tôi vào làm việc lúc 7 giờ rưỡi. Nè. Nhưng mà anh vậy ta tôi vô làm việc lúc 7 giờ rưỡi các bạn này. À biệt vào mới biệt vô này ta mùi thêm mình là châu. Nè. Nóng mùi ngày lúc thơ ca còn màn màu. Trong một ngày ông làm việc mấy giờ cái lại ní prao biệt mấy giờ có bán mấy tiếng có bán hết ấy bằng cái lại ní dân prao biệt mấy giờ bán đời xa thá kia vậy không mùi thay à không mùi thay cái đơn này không mùi thay cứ vị trí bề liệu mùi thay chắc dân prao mấy giờ bán rồi đấy vì vị trí ao bề liệu màu chùm nguồn màu này mấy giờ à sẽ có thôn lại nâng cái anh ta mốt về đại dân anh vậy mấy giờ cái anh tham màu mạng đi cái đơn tham tham mạng màu tại bỏ miền clear một tế ưu thọ dân vậy tha bây giờ là mấy giờ ba nè ưu thọ dân xua tha bây giờ là mấy giờ mình đang làm mệt lỡ không mà dạ tầm trời tại bờ dân vậy tha nhóm thưa cả bây xung tục tôi làm việc được 5 giờ rồi à lại 5 giờ rồi nó nắng tham bỏ tham mệt làm màu hào vậy tâm trạng tôi bây về prà bịa giờ đôi khi này tại còn ta cái mơ à kia thằng một bảo vệ bằng cái bỏ à khỏi việc đằng thá cái lại những cái prà thá prà máu được có màu prà tôi bây về xe giờ đôi khi này vô chùm nạch nâng ấy nào khi vô chùm nạch nâng đại dân khu sẽ có thông lại nâng ấy dạ ok ưu thì ho khlạc lạc tiệt hôm nay tôi làm việc 12 giờ bỏ cho mày đã em thưa cá đọc bì màu hào dạ tâm trời hôm nay tôi làm việc 12 giờ rồi ngày nít nhóm thưa cá đọc bì màu hào nè ok ừ. Tại bờ tha kì vậy nè hôm nay tôi đi làm việc 12 giờ bỏ mày đá ngày nít khi ta thua cá màu đập pì ngày nít khi ta thua cá màu đập pì dạ tâm trời cái mơ à khuya một kia chân kia đơn tạc thằng khỏi với anh chân dân bây giờ tích khăn ông phía xa Việt Nam vì ai đừng bởi dân tâm hiện thamay ta bởi dân nạn dạy luôn ai dân dạy luôn ai dân ai prao cái lại nó cùng chồng cùng ai cho lõm dân ai prao bịa tiếng bàn về để dân chồng prao chùm nguồn máu dân prao bịa tiếng à nắng cứ vì ai cho lõm nè tiếng vì sẽ có thôn này thế chùm nguồn màu ủa chẳng hoa thang 12 tiếng đập pi màu tại mà đòn dương ngọt ai bỏ thang màu đập pi ba này giờ đấy ba cái lại nè chấm nói nấn cư xin phía sang Việt Nam bây giờ bà cái lại nâng tí ok trong một ngày ông làm việc mấy giờ tập bọn tông liếm an lăng quýnh trong một ngày ông làm mấy giờ dạ bọn xin liếm trong một ngày ông làm việc mấy giờ dạ tâm trời ok dân an lăng quýnh bịa bỏ dương đấy nó nói để sao vì mình cả bỏ hết hàng ngon cái này còn em và thay em tới rồi dường đừng vô làm việc nó không can để dây dạng mạch nữa chắc clear tim mùi bà kế clear tim mũi tôi phải uống thuốc mà chúng tôi cũng là chú sạc đi sạc lô dân hiệp xa dân ở xa an vì ban chan sân bà phê đầy dân an chan tức bằng dân đơn khơi tham biên tiện môi chùm nuốt đầy dân nghỉ xua nó không kẹp lắm ok mọc anh nghe nói gì vậy ok anh đang dạy anh chút xíu nên anh xuống đợi ok tập dân mà mở mà tôi phải uống thuốc này 2 giờ một lần nè clear tim muối clear tim pi chúng ta ngồi học tiếng khmer được gần 2 giờ rồi và clear tim bay buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ nè buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ clear và top tôi vào làm việc lúc 7 giờ rưỡi
clip bắt đầu. Trong một ngày ông làm việc mấy giờ? Ok. Nè. Tập bằng tông liếm xong án. Tôi phải uống thuốc này 2 giờ một lần. Tôi phải uống thuốc 2 giờ một lần. Chúng ta ngồi tiếp 2 giờ. Ngồi học học 2 tiếng à, giờ 2 giờ. Buổi sáng buổi buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ? Tôi vào làm việc lúc 7 giờ rưỡi. Rưỡi. Trong chúng một làm việc làm. Ok. Anh Lan Quỳnh mà đoan thiệt mà anh là toàn lọ rồi. Sẽ từ. Tôi phải uống thuốc một. Tôi phải. Chỉ hay một lần. Chúng ta. Chúng ta. Chính mai được. Mai được ở gần giờ rồi. Buổi sáng vào làm việc lúc mấy giờ? Tôi làm việc lúc 7 giờ rưỡi. Lúc 7 giờ rưỡi. Trong một ngày ông làm việc mấy giờ? Ông làm việc mấy giờ? Ok, học quân trà, bằng sinh liếm. Tôi phải uống thuốc này 2 giờ một lần. Chúng ta ngồi học tiếng khoai được. Chúng ta ngồi học tiếng khoai được gần 2 giờ rồi. Buổi sáng ông vào làm việc lúc. Buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ? Tôi vào làm việc lúc 7 giờ rồi. Trong một ngày ông làm việc mấy giờ? Ok, ai làm quên mà đồng thiệt. Tôi phải uống thuốc này. Tôi phải uống thuốc này 2 giờ một lần. Chúng ta ngồi học uống mai được gần 2 giờ rồi. Buổi sáng ông vào làm việc. Buổi sáng ông vào làm việc lúc mấy giờ? Tôi vào làm việc lúc 7 giờ rưỡi. Trong một ngày làm việc mấy giờ? Ông làm việc mấy giờ? Ok, ông quên tràn, một xin lĩnh.